Cứ làm tí men hay ăn đồ ăn lạ, thời tiết thay đổi từ đông sang hè, nắng nóng là người lại bị nổi mẩn đỏ, sần cục, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Mỗi lần như vậy lại phải uống chống dị ứng, nhưng chỉ đỡ một lúc sau đó lại bị tái nạn, người thì mệt mỏi. Đây đều là những biểu hiện điển hình của mề đay dị ứng do chức năng gan thận suy yếu, hệ miễn dịch suy giảm. Nếu bạn đang gặp tình trạng này thì sử dụng ngay viên uống phụ bì khang này đi nhé, đang được rất nhiều người phản hồi tốt. Phụ bì khang là công thức toàn diện bởi thành phần có sự kết hợp của cao nhàu, cao gan, eo carnitine, fumarat giúp tăng cường chức năng gan thận giải độc, thải độc, tăng khả năng miễn dịch, từ đó giúp hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng ngứa ngáy, da nổi cục sần đỏ, phù nề và giảm nguy cơ mề đay dị ứng quay trở lại. Thêm vào đó, sản phẩm còn được sản xuất bởi công nghệ lượng tử tiên tiến từ Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam, giúp chiết xuất được khoảng 90% tinh chất có trong dược liệu, giúp tăng khả năng hấp thu, từ đó giúp tăng hiệu quả sản phẩm. Cách sử dụng rất đơn giản, một ngày bạn chỉ cần uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau khoảng vài ngày, bạn thấy người dễ chịu hơn, đỡ ngứa ngáy bứt rứt, da đỡ mẩn đỏ. Duy trì dùng thì người khỏe mạnh, hết mề đay dị ứng, người thoải mái vui vẻ. Vậy nên bạn nào bị mề đay dị ứng, uống đủ các loại sản phẩm mà vẫn bị tái đi tái lại thì ấn ngay vào ô giỏ hàng ở đây để tham khảo bạn nhé. Phụ bì khang đang có chương trình hấp dẫn, mua 6 thêm 1, mua ngay nhé.